Xin chào các bạn. Hôm nay mình đã có chiếc Chewy HI10X, một chiếc máy tính vừa mới ra mắt của hãng Chewy. Thực tế ra thì nó ra mắt từ cuối năm 2019, tuy nhiên thì do dịch nCoV nên là mình hiện tại bây giờ mình mới nhập nó về được. Đây là chiếc HI10X nâng cấp của chiếc HI10. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái thông tin toàn bộ của nó. Màn hình 10 inch, độ phân giải Full HD 1200 x 1920, chip Jet Mini Next N4100. Cái phiên bản này sử dụng RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Cái dòng HI10 của Chewy được ra mắt năm cuối năm 2015 là HI10, sau đó đổi tên HI10 Pro và HI10E mới đây năm 2019, và bây giờ HI10X. Thì cái chiếc HI10 này, dòng HI10 này có thể nói là dư giá nhất trong cái dòng máy tính bảng của Trung Quốc, do là nó cái cấu hình của nó không nâng cấp một chút nào cả, nhưng mà giá bán thì vẫn được giữ nguyên từ HI10, HI10 Pro và HI10E đến HI10X thì được nâng cấp cái cấu hình mạnh mẽ hơn với chip N4100, RAM 6, bộ nhớ 128. Đây là chiếc sạc này. Về cái kiểu dáng thì nó giống hệt chiếc HI10E mình đã giới thiệu, E và Pro. Cục sạc khá là to, máy rất là nhỏ gọn nhưng mà sạc rất là bự, giống như sạc của chiếc laptop MacBook và MacBook Pro đấy. 12V 2A. Đây là cái dây nguồn. Với cái kiểu dáng của nó thì nó giống hệt chiếc HI10E nên mình không có cái gì để giới thiệu tiếp với các bạn cả. Thì nó chỉ có một cái phần, một cái khung nhôm nguyên khối được CNC hơi vắt cong ở các cạnh, hơi vắt cong ở phần cạnh này, bắt ốc bởi 4 con ốc 1, 2, 3, 4. Màn hình 10.1 inch, tấm cảm ứng EasyFox, camera 2 chấm, cạnh trên có nút nguồn tăng giảm âm lượng. Ở cạnh mặt sau thì có camera cũng 2 chấm nốt. Đây là các thông tin về số serial number, tên mã máy HI10X, dùng sạc 12V 2A. Hy vọng rằng chiếc máy này nó có thể sử dụng được sạc dự phòng như Xiaomi dạng Gen 3 ấy. Mình đã mở sẵn và đăng nhập sẵn chiếc máy này rồi để không bị mất cái thời gian đăng nhập vào máy. Đây là toàn bộ cái thông tin về cấu hình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó sử dụng chip Celeron 4100, RAM 6, hỗ trợ boot. Rồi. Bộ nhớ của máy 117GB, tương đương 128. Rồi. Bắt đầu. Cái chiếc máy này thì để so sánh với chiếc HI10X, HI10E mình có trên tay ở đây hai chiếc. Đây là chiếc HI10E, đây là chiếc HI10E và đây là chiếc HI10X. Các bạn có thể thấy rằng nó giống hệt nhau 100%, không khác nhau một tí nào. Từ cân nặng, cân nặng của chiếc HI10X này nặng hơn một chút. Đây, về cái phần kiểu dáng, cổng kết nối thì nó thay bằng cổng micro USB bằng cổng tiếp C. Còn tất cả các vị trí của cổng như micro HDMI, âm thanh 3.5, cổng tay tiếp C kiêm sạc ở đây, khe cắm thẻ nhớ, loa cạnh phải, loa và loa giống hệt nhau, không khác một tí gì. Về độ mỏng thì nó cũng giống nhau. Mình sẽ đo thử xem chiếc máy này có độ mỏng bao nhiêu mm. 9 mm. Đấy, kẹp đúng luôn. Mới kiếm được cái thước kẹp này ở vị trí này là 8,6. Rồi, đo thử ở vị trí này cũng 8,6. Không có cái cân để mà cân nặng cho các bạn xem. Đây, dòng máy HI10E đây, siêu giữ giá, ra mắt 4 năm rồi, kiểu giá cũng chỉ xem như thế này. Giá thì lúc nào cũng loanh quanh tầm 4,2 triệu đến 4,5 triệu. Chứ HI10E này thì còn được tăng giá lên một chút,
Tuy nhiên dùng chip vẫn chip cũ là 8350. Ở cái phiên bản HD 10X này ấy, thì nó nâng cấp lên khá là nhiều thứ như là RAM. Cái RAM của nó là RAM DDR 10.0 là DDR4. Mở cho các bạn xem. Performance Memory. Đây. Nó RAM DDR4 nào. Bốn ta với sum cơ bản là 2133. DDR3 thì nó chỉ có 1600 thôi, nhưng mà chiếc này là 2133 MHz. Đấy. RAM dung lượng lớn hơn 6 GB và bộ và sum cơ bản sum cũng cao hơn, tốc độ cao hơn. Bộ nhớ thì dùng bộ nhớ eMMC chứ phải là SSD. Tuy nhiên thì tốc độ phản hồi, ví dụ như mình đã vừa đăng nhập cho các bạn xem ấy, khởi động máy ấy, nó rất là nhanh. Rồi. Chiếc HD 10X, tiếp theo hôm nay là mình đã không không có chiếc bàn phím nào để mà kết nối với nó. Một chiếc máy rất là, cái chiếc HD 10X này khi ra mắt năm 2020 này, có thể nói đây là một hàng, theo dự đoán của mình, nó là một chiếc máy rất là hot trong năm 2020 này. Thì tự ra là cái giá tầm khoảng 5 triệu nó khá là rẻ, rẻ rất nhiều so với lại các dòng máy khác như là Pico W11, Chuwi U-Book hay là U-Book Pro hay là TechLad X4 đều có giá trên 7 triệu. Thì chiếc này chỉ có giá 5 triệu thôi mà cấu hình cũng tương tự. Cũng có RAM 6 GB, bộ nhớ 128, Pico W11 thì chỉ ra có 4 GB thôi, bộ nhớ 64 cộng 180. Giá thì cao hơn khá là nhiều. Màn hình to hơn, nhưng mà với một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn thì 10 inch như thế này là khá là hợp lý, kèm theo cái bàn phím nữa. Mình sẽ vào thử YouTube test loa, chắc là loa của nó thì cũng như HD 10E Pro đã từng ra mắt thôi. Rồi. Về cái hiệu năng của chip N4100 ấy, thì theo công bố của nhà sản xuất thì nó mạnh hơn khá là nhiều, tầm 30 đến 50%. Mình sẽ mở cho các bạn xem. À, vào luôn website của mình. Máy tính bảng window.vn. Rồi. Chết. Viết thiếu chữ win. Ok. Mở một cái nhạc bài bolero này, nó không dính bản quyền. Đấy. Giờ mà đăng lên YouTube mà nhạc nhẽo linh tinh là rất dễ. Tuyệt phẩm song ca. Tuy nâng cấp chip ấy, âm thanh cũng nói chung là khá là trong trẻo, tuy nhiên thì âm lượng khá là bé, mặc dù nó có hai loa stereo. Chiếc Chuwi này thì mình bán với giá tầm từ 4.990.000 cho đến 6.290.000 tùy các gói. Ví dụ như là gói 1 thì nó có chỉ có máy cộng với quà tặng thôi, gói 2 thì có thêm bàn phím, gói 3 thì bàn phím cộng với bút. Đấy. Đây là toàn bộ phần cấu hình đây. Intel Graphics 6600, RAM 6 bộ nhớ 128. Đấy, các bạn có thể xem. Nó so hãng so sánh với lại chiếc chip chip 8350 được sử dụng trên HD 10E. Đấy thì single core là hơn 150%. Multi core là 110, nghĩa là gần như gấp đôi. Hiệu năng đồ họa 80%, cao hơn. Đấy, khá là cao. Nói chung là với cái nâng cấp như thế này thì mà giá chỉ tăng lên có mấy trăm ngàn ấy, thì thực sự ra mình thấy chiếc máy này là một chiếc máy gần như là hot nhất năm 2020 của các dòng máy tính bảng Trung Quốc. Đấy. Nói chung là anh em buôn bán nó cứ nhập nhiều về bán không sợ ấy. Rồi.
Phản hồi khá là tốt. Rồi. Thử camera xem. Nói chung là camera của máy chữa máy Trung Quốc này thì khá là lởm. Tất nhiên thì kỳ này năm nay dịch nCoV nên là máy móc nhập về rất là chậm. Tất nhiên chiếc máy này nó về từ cuối năm 2019 nhưng mà hiện tại đến bây giờ nó mới về được. Và mình bị chậm mất hơn một tháng. Đấy. Nói chung là doanh thu tụt giảm khá là nhiều. Tuy nhiên thì rất may mắn là đến tháng cuối tháng 2 thì hàng đã được về để mà trên tay cho các bạn xem. Xem còn cái gì để chém gió nữa không nhỉ? Thực tế ra chiếc này bây giờ chỉ có mỗi cấu hình thôi. Phải chịu quan tâm đến mỗi một cái cấu hình. Khá là ổn. Chiếc này khả năng là đã dùng chung cái tấm nền cảm ứng và màn hình dính liền của chiếc chuôi HX10E nên khả năng là linh kiện đã thay thế cho nhau được. Hy vọng là vậy. Chiếc này thì màn hình với cảm ứng dính liền nên là khi mà thay thế linh kiện thì giá nó khá là đắt tiền. Đấy. Máy khá là đẹp. À, có một vấn đề nữa, mình sẽ test thử cái cục sạc này xem nó có hỗ trợ sạc nhanh. Ví dụ như mình sử dụng sạc 12V và cục sạc dự phòng Xiaomi. Ở đây mình có cục Xiaomi Gen 3 20.000 mAh. Mình sẽ thử xem, test thử xem nó ra làm sao. Đây là sạc, cục sạc chuyển ra giữa. Ấm ba la xì bùa sạc đi. Rất tiếc là em nó không sạc. Khá là buồn. Có khả năng là mình phải lấy cổng cắp sạc CC để thử. Đây là chiếc cáp tiếp C hai đầu C. Mình sẽ thử. Hy vọng nó ra được. Nếu mà không được nữa thì cũng hơi là buồn. Rất buồn vì cục sạc của nhược điểm cục sạc này là khá là bé. À khá là to, quên là khá là bé. Cũng không được luôn. Rất tiếc. Rất tiếc là trong máy này nó không hỗ trợ chip sạc nhanh. Để có thể hoặc là hỗ trợ chuẩn sạc mới là Power Delivery. Thì chiếc máy này lại không hỗ trợ. Khá là tiếc. Ôi giời, một nhược điểm. Hy vọng rằng chiếc máy này nó sẽ có thể sử dụng được một cái thời gian dài hơn. Tuy nhiên thì để mà sử dụng được, để đánh giá được cái video thời gian sử dụng của nó thì phải dùng thời gian. Chứ không thể là vừa bóc hộp ra mà là test được. Hy vọng trụ được khoảng 5-6 tiếng. Giờ. Giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem chiếc máy này. Chuôi HX10E, HX10X, phiên bản nâng cấp của HX10E, HX10 Pro đã ra mắt suốt từ năm 2015. Rất là tuyệt vời. Mặc dù nâng cấp rất là nhiều, chip, RAM, bộ nhớ, nhưng mà giá thì lại gần như là giữ nguyên, có thể nói là dậm chân tại chỗ. Rất là hoan nghênh Chuôi đã làm ra một chiếc máy mà mình cảm thấy là chất lượng khá là tốt. Tuy nhiên thì tất cả những cái nhược điểm tiếp theo mà mình thấy mình quên chưa nói, đó là cái viền màn hình này nó vẫn khá là dày. Bởi vì các máy tính bảng từ năm 2019 đổ đi như iPad Pro ấy, Samsung Galaxy Tab E hoặc là một số máy Android của hãng Trung Quốc như là TechNAT P11 thứ linh tinh, viền nó đã khá là mỏng, thì chiếc này thì vẫn giữ nguyên viền dày như thế này. Vẫn không chịu thay đổi. Nói chung là nếu mà nó làm viền mỏng hơn ấy, thì pin nó sẽ bị bé đi. Vì thực tế ra cái tấm nền cả màn hình ở phía dưới này nó có một cái mạch. Mạch ở dưới nó khá là to. Nên là nó không thể làm quá nhỏ để mà cuối cùng là viên pin nó sẽ ít đi thì thời lượng pin nó kém quá. À, cầm rất là chắc chắn. Đấy các bạn này này. Cực kỳ chắc chắn luôn. Bạn mà nó không thấy ọp ẹp gì cả. Vỏ nhôm nguyên khối mà. Rồi.
Đấy, các bạn có thể tham khảo cái sản phẩm này trên trang web máy tính bảng window.vn. Rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.